Vì sao đối tác không nhượng bộ VTV giá bản quyền truyền hình World Cup 2018? Công ty Infront Sport Media có trụ sở tại Singapore đã được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Dù các bên đã có nhiều cuộc đàm phán, nhưng Infront Sport Media vẫn nhất quyết không hạ giá, khiến VTV gặp nhiều khó khăn trong việc chốt hạ. Vấn đề bản quyền truyền hình của các giải đấu lớn như World Cup Euro bắt đầu nóng từ kỳ World Cup 2006. Khi đó FPT đã là đơn vị sở hữu gói bản quyền truyền hình, được cho là phải mua với mức giá 2 triệu đô la Mỹ. Còn các năm tiếp theo, hầu hết đài truyền hình Việt Nam VTV là đơn vị đứng ra đàm phán, mua lại từ đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, câu chuyện về bản quyền truyền hình đã có những thay đổi, vì rõ ràng Việt Nam đang ngày càng khó khăn trong việc mua với cái giá hợp lý. Còn nhớ ở kỳ World Cup 2014, MP and Silva là đơn vị phân phối bản quyền truyền hình World Cup trên lãnh thổ Việt Nam. Điều đáng nói là đơn vị này đã mua lại từ FIFA với giá hơn 10 triệu đô, nhưng lại chỉ có thể bán cho VTV với mức giá 7 triệu đô, chấp nhận lỗ. Lý do bởi thời điểm đó, MP and Silva không bán cho VTV thì cũng không biết bán cho ai, bởi VTV là đài duy nhất đàm phán và trên tinh thần không mua lại bằng mọi giá. Tuy nhiên năm nay, FIFA không cần qua trung gian. Công ty Infront Sport and Media thực chất là sân sau của FIFA. Theo chia sẻ của bình luận viên Quang Huy, sẽ không có chuyện Infront Sport and Media bán tống bán tháo như cách đây 4 năm nữa. Khi đã thu đủ rồi và gặp phải những thị trường ương bướng, họ sẵn sàng bỏ, không nhượng bộ. Đó là lý do mà dù cuộc đàm phán giữa Infront Sport and Media và VTV diễn ra từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa thể chốt lại. VTV muốn mua với mức giá ở khoảng 10 triệu đô, nhưng đối tác lại muốn con số cao hơn, khoảng 14 triệu đô la Mỹ. Những cuộc đàm phán được VTV miêu tả là rất căng thẳng giữa hai bên, nhưng không tìm được tiếng nói chung. Vì thế khi World Cup chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh, người hâm mộ vẫn chưa biết chắc chắn VTV có mua được bản quyền truyền hình hay không. Thực tế so với các quốc gia trong khu vực thì mức giá ở Việt Nam là khá thấp. Theo bình luận viên Quang Huy, dù mức giá mà phía Infront Sport and Media yêu cầu với VTV đã khá mềm so với các nước ở Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, nhưng vì giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn, bóng đá Việt Nam còn ở trình độ thấp, chưa có cơ hội tham gia giải đấu, khiến VTV gặp khó trong việc thu hút tài trợ để cân đối thu chi. Trong trường hợp xấu nhất, Việt Nam không thể có bản quyền World Cup 2018. Theo bình luận viên Quang Huy, người hâm mộ cũng phải quen với chuyện này. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Bình luận viên Quang Huy nói điều không tưởng về việc VTV mua bản quyền World Cup 2018. Theo bình luận viên Quang Huy, với những phát ngôn chính thức từ đại diện VTV, khán giả nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Những ngày qua, người hâm mộ bóng đá trong nước có cảm giác bất ngờ khi Việt Nam chưa có bản quyền giải đấu World Cup 2018, trong khi gần như tất cả các quốc gia khác trên thế giới đã sở hữu bản quyền. Những năm gần đây, chuyện bản quyền bóng đá hay các giải thi đấu thể thao lớn trên thế giới luôn là một vấn đề nóng và nhiều tốn kém. Nhưng đây là một thực tế, là một cuộc chơi mà tất cả các quốc gia phải chấp nhận. Cùng bình luận viên nổi tiếng, cùng một chuyên gia trong lĩnh vực thể thao Vũ Quang Huy trao đổi vấn đề này. Quả thật, VTV có thể mua hoặc không, căn cứ vào bài toán kinh doanh của chính họ. Nếu coi bản quyền World Cup là một món hàng đắt tiền, thì khả năng xem miễn phí ngày càng xa vời. Thế nhưng với những khán giả đã bỏ tiền hàng tháng để đóng tiền cho những đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền như VTV Cap, K Cộng, FPT, SCTV mà cũng nhịn xem World Cup thì liệu có công bằng? Mỗi tháng bỏ ra khoản tiền là không ít, thuê bao trung bình từ 80 đến 150.000 đồng một tháng. Một số gói đặc biệt của K Cộng còn cao hơn mà cũng chung số phận với đa số sao. Rõ ràng các nhà đài, ở đây là các đơn vị kinh doanh truyền hình đã gạt quyền lợi của khách hàng sang một bên. Họ không đặt yếu tố khách hàng lên hàng đầu để có những phương án cụ thể thay vì trông cả vào anh VTV. Để rồi khi anh cả nói không với World Cup thì tất cả đã muộn. Ngược lại thời gian một chút, khán giả xem truyền hình Việt Nam
Dù phải trả tiền nhưng luôn ở trong trạng thái bị các nhà đài cho xem gì thì xem, cắt cái gì thì cắt. Đơn cử như VTV Cáp cách đây không lâu đã cắt một loạt các chương trình hay như Movistar, HBO, Discovery, Cartoon Network, Fox Sports để thay vào những kênh lạ lẫm mà chất lượng bị cho là kém hẳn. Người dùng phản ứng bực tức, thậm chí có nhiều người muốn kiện VTV Cáp vì chuyện tự ý cắt bỏ kênh mà không thông báo trước. Trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền ở đâu sẽ rất khó chấp nhận khi mỗi ngày khán giả phải bỏ một khoản tiền thuê bao nhưng chỉ được xem những chương trình họ không cần. Cái họ cần như bản quyền World Cup thì phải ghen tị với cả khán giả Lào, Campuchia. VTV chê bản quyền đắt, các đài khác có thu phí như VTV Cáp, Khởi Cộng, SCTV không có trách nhiệm. Bài test mang bản quyền truyền hình World Cup cho thấy ngay cung cách làm ăn của bên kinh doanh dịch vụ với chính khách hàng. Vẫn còn chờ hy vọng vào phút 89, nhưng có vẻ các nhà đài đã tự sút thủng lưới nhà khi tự hạ thấp thương hiệu của chính mình. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Bất ngờ VTV đã mua bản quyền World Cup giá 150 tỷ. Chiều 6 tháng 6, trong cơn mưa tầm tã tại thành phố Hồ Chí Minh, trên Facebook ngập thông tin VTV đã mua được bản quyền truyền hình World Cup giá 150 tỷ. Tin này đúng hay sai? Thông tin này hoàn toàn không sai, nhưng chỉ đúng ở thời điểm cách đây 4 năm. VTV mua được bản quyền World Cup giá 150 tỷ là bài báo do cư dân mạng khai quật đã được đăng ngày 12 tháng 5 năm 2014. Nhưng ít nhất, nhờ tờ báo này, mọi người còn nhớ được rằng VTV đã mua bản quyền World Cup 2014 với giá chưa đến 8 triệu đô. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập VTV cho biết, những thông tin trên mạng là không chính xác. Đến thời điểm này, VTV chưa có bản quyền World Cup 2018. Cho đến thời điểm này, Việt Nam là nước duy nhất trong số 219 nước và lãnh thổ FIFA chào bán bản quyền World Cup chưa mua được. Trong khu vực Đông Nam Á, tất cả những nước khác như Lào, Campuchia đều đã có bản quyền. Thông tin về bản quyền World Cup 2018 cũng là một trong những chủ đề nóng nhất trên Facebook. Có rất nhiều người ca thán về việc VTV chưa mua được bản quyền, cũng như nhiều thông tin được tung ra để chôn nhau xung quanh bản quyền World Cup. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. VTV có quà lớn cho người xem World Cup 2018 đang chờ bản quyền truyền hình. Với việc phải chịu lỗ tới 90%, việc đài truyền hình Việt Nam VTV không mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, VTV khẳng định người xem chắc chắn sẽ không bị đói World Cup. Chia sẻ với giới truyền thông, ông Nguyễn Hà Nam, trưởng ban thư ký biên tập VTV cho biết, ở các giải bóng đá lớn trên thế giới như Euro và World Cup, VTV mua bản quyền đều không bù được chi phí bỏ ra, lỗ khoảng 40-50%. Còn giải năm nay, VTV ước tính với con số giá được chấp nhận từ phía đối tác, thì chúng tôi sẽ lỗ 90%. Được biết trước đó, đơn vị phân phối bản quyền truyền hình World Cup 2018 trên lãnh thổ Việt Nam là công ty Infront Sport Media đã đưa ra mức giá lên tới 14 triệu đô la Mỹ, cao gấp đôi kỳ World Cup 2014. Trong trường hợp xấu nhất là không mua được bản quyền truyền hình World Cup 2018, theo ông Nguyễn Hà Nam, VTV vẫn có những bản tin về giải đấu này phục vụ người xem truyền hình. Trong trường hợp không mua được bản quyền World Cup 2018, hình ảnh các trận đấu của giải vẫn có thể xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam, nhưng chỉ dưới hình thức bản tin. Đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ không có đơn vị sở hữu bản quyền, muốn khai thác tư liệu hình ảnh World Cup 2018, đơn vị truyền hình phải mua lại gói tin tức từ các hãng thông tấn như Ruskly, SNTV, Perform, AFP hay Reuters. Ông Nam cho hay, cũng theo ông Nam, dù có hay không bản quyền, thông tin về giải đấu bao gồm mỗi trận đấu có khoảng 60 đến 90 giây hình ảnh. VTV cũng mua được từ đối tác cung cấp tin tức, nên về tin tức, khán giả có thể yên tâm. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức.